Tè đâu rồi? Tết tới nơi mà không thấy phụ gì hết trơn, mà cứ ngồi đi cái mặt chầm dầm vậy làm cái gì đây? Dạ đâu là đem ba cột cái nơi đỏ lên cho cái mặt tươi lên cây, làm gì mà Tết tới mà cái mặt chù ủ vậy con? Trời ơi, thì tại ốm nghén chứ cái gì đâu, đang nôn Tết tới mà tự nhiên cái có bầu à. Thôi bà lố quá trời lố rồi, bà làm như có một mình bà biết ốm nghén vậy đó, về Tết tới thì cái mặt phải vui lên cái ốm nghén cái mặt phải tươi như hoa lên nữa, tới nữa nói hay nữa vậy chứ ba có ốm nghén bao giờ. Nè nè nói gì á, giả như mặt bây giờ nói cái gì? Thì người ta ốm nghén người ta khó chịu mà cũng la người ta được nữa. Thì thôi xin lỗi mà. Thôi bán giùm ông ba cái set quà Tết này nha Tèo. Đây đây đây, để ông ba lấy cái nón lân á, đội lên cho con, xong cái con gặm cái set quà Tết này nè, giống như mấy con lân mà đang gặm câu chúc Tết nha Tèo. Ôi trời ơi, tới nữa rồi, nói rồi ông ba vừa nói vừa cười vậy rồi ai nghe. Chứ nhìn cái mặt của con ông ba không có nhịn cười được thiệt luôn á Tèo. Set này là set xâm vầy nha, một lọ sáp rong 208 với là một hộp trà cầu đất 100g với set bao lì xì nha. Nói cô chú có mua thì vô TikTok shop giùm ông ba nha Tèo. Ôi bớt bớt đi ông ba, tự đi mà gặm đi, đó người ta đang bực bội mà còn chọc người ta hoài. Đi chỗ khác đi.